Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay vào buổi trưa mến chúc cô chú anh chị bạn được nhiều sức khỏe và được nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Đây là em quay những chiếc xà lan chạy trên sông nước miền Tây cho cô chú anh chị bạn cùng xem với em. Đây là một chiếc xà lan hầm nè, chở hàng từ nhánh sông lớn của Mekong mà chạy về xã Trầm Kỳ Hôm. Vào sông lớn này mênh mông sông nước, những chiếc xà lan chạy trên mặt nước rất là đẹp luôn. Đây là chiếc xà lan của An Giang các bạn, hai cabin sơn vàng rất là đẹp luôn. Và để có thêm một chiếc xà lan của Sài Gòn mạng nước 3,6 m. Và là chiếc xà lan chở hàng khô. Và đây là một chiếc xà lan chở cát, những mẫu xà lan chở cát các bạn. Và đây chiếc xà lan chở hàng của Sài Gòn có một chiếc ghe bán tạp hóa trên sông chạy rất lẹ luôn các bạn. Và đây thêm một chiếc xà lan chở đá nữa, rất là nhiều luôn. Buổi trưa hôm nay nước lớn cho nên xà lan chở đá chạy đi 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 mặt nước rất là đẹp luôn, về những nhánh xanh lớn luôn á các bạn.
đây là có rất là nhiều những chiếc xe ghe bán hàng rong trên sông nước miền Tây các bạn. Mình cặp theo những chiếc xà lan mua đồ ăn rất là tiện lợi luôn. Xa xa là có hai chiếc xà lan đá cặp cặp với nhau chạy. Hai chiếc luôn, kè với nhau kè rất đẹp luôn. Xà lan này của Cần Thơ các bạn, năm 2009, cũng rất là lâu rồi nha. Và đây có một chiếc xà lan lấy hàng là chợ dưới Long An chạy lên. Đây là chiếc xà lan của An Giang các bạn. Xà lan này mặn nước 36. Rất là những chiếc xà lan chạy nhánh thông lớn của Mỹ trong chạy rẽ về đập dòng kia hôm rất là nhiều luôn nè. Và chiếc này của Cần Thơ các bạn. Rồi, chiếc con Cần Thơ này mặn nước 36. Kế bên là chiếc xà lan chở đá lớn nha. Xà lan chở đá lớn chạy em cũng rất lẹ luôn. Ui.
Đây là ra những sông lớn rất là đẹp, hai chiếc chạy song song với nhau. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem video của em. Em rất là chân thành cảm ơn những khán giả đã xem video và ủng hộ em trong thời gian qua. Em rất là cảm ơn. Hãy hẹn lại những video tiếp theo.